Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ Trung đối đầu dữ dội. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, Mỹ chính thức ghi nhận một kỷ lục đau xót. Xứ sở nước này đã vượt mức 100.000 người chết vì viêm phổi Vũ Hán. Dịch bệnh khởi phát từ Trung Quốc đã đem đến cái chết đau đớn cho rất nhiều người và nước Mỹ đang phải chịu cảnh rất khủng hoảng về việc này. Hiện nay Trung Quốc và Mỹ đang có những bất đồng rất lớn về mặt thương mại và giờ đây thương chiến đã lan sang đối đầu chính trị, ý thức hệ mà cái đích là sự đứng đầu của thế giới. Tờ báo La Croix của Pháp ghi nhận từ khi Mỹ và Liên Xô hòa hoãn với nhau chưa từng có một cuộc đấu dữ dội giữa hai cường quốc như thế này. Đây là hình ảnh các nữ cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi meeting ở San Diego vào hồi năm 2018. Tờ báo Pháp miêu tả như sau. Gần đây, tại Bắc Kinh, người ta thóa mạ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Người ta bêu rếu các nền dân chủ phương Tây. Tại Washington, người ta hừng hực tấn công liên tục vào những điều dối trá của Trung Quốc. Ở Liên Hợp Quốc, nhiều nghị quyết bị bế tắc vì đối đầu ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ. Không chỉ dừng lại ở xung đột chính trị và ý thức hệ, mối quan hệ ngoại giao của hai nước giờ đây trở nên căng thẳng qua các cuộc khẩu chiến không nhân nhượng, còn nhằm nhe che đậy thách thức chính trị trong nước. Như ghi nhận của Antonio Bonat, nhà nghiên cứu Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, thông tin cho biết như sau. Chính quyền Trung Quốc sử dụng căng thẳng hiện nay để nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc, củng cố mối gắn kết, khẳng định tính chính đáng của Đảng Cộng sản trong lúc đất nước đang khủng hoảng kinh tế và gặp nhiều căng thẳng. Còn ở Mỹ, lá bài mối đe dọa Trung Quốc giúp Donald Trump làm dư luận quên đi cách xử lý lộn xộn trong cuộc khủng hoảng y tế. Nhất là chỉ còn vài tháng nữa đến kỳ bầu cử tổng thống, lá bài đó còn giúp Trump huy động hàng ngũ cử tri của ông, vốn rất nhạy cảm với những phát ngôn hùng hồn mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa của chủ nhân Nhà Trắng. Trên tờ Foreign Policy vào ngày 22 tháng 5 có bài viết về hai con đường đi đến tham vọng bá chủ thế giới của Trung Quốc, của chuyên gia về quan hệ quốc tế tên là Hai Brands. Đây là một giáo sư nổi tiếng đã làm việc tại khoa nghiên cứu quốc tế tiên tiến thuộc trường đại học John Hopkins và ông Jack Sullivan, nghiên cứu sinh cấp cao tại Tổ chức Hòa bình Quốc tế Carnegie. Đây là hình ảnh Chủ tịch Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc với lời cam kết xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại trong kỷ nguyên mới, song song với việc mở cửa với toàn cầu, được phát đi vào ngày 18 tháng 10 năm 2017. Hai tác giả cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thể hiện rõ ý định bá chủ thế giới từ năm 2017 khi ông tuyên bố Trung Quốc đang bước vào kỷ nguyên mới và cần phải đứng ở trung tâm thế giới. Hai năm sau, ông Tập đã sử dụng ý tưởng xây dựng vạn lý trường thành mới để mô tả quan hệ đang xấu đi giữa Bắc Kinh với Washington. Ngay cả những cú sốc phát sinh từ nội địa tại Trung Quốc cũng thể hiện những tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh. Trong đó, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã biến khủng hoảng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán thành cơ hội để tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc và đưa hàng hóa made in China ra nước ngoài. Con đường thứ nhất mà Trung Quốc có thể đi để thực hiện quá trình tham vọng bá chủ là đi qua khu vực vốn được Bắc Kinh coi là sân nhà của mình, đặc biệt là Tây Thái Bình Dương. Khi đó, Trung Quốc phải tập trung vào xây dựng Tây Thái Bình Dương trở thành bàn đạp cho sức mạnh toàn cầu bằng cách thiết lập quyền bá chủ trong khu vực này một cách vững chắc. Con đường thứ hai là đánh thẳng vào hệ thống liên minh của Mỹ như tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc trong hệ thống đó bằng cách phát triển sức ảnh hưởng về chính trị, ngoại giao và kinh tế của Trung Quốc trên quy mô toàn cầu. Ưu tiên trọng tâm trong cách tiếp cận này sẽ là coi sức mạnh kinh tế và kỹ thuật quan trọng hơn sức mạnh quân sự truyền thống trong lãnh đạo thế giới. Với logic đó, Trung Quốc chỉ sẽ đơn giản giữ cân bằng quân sự ở khu vực Tây Thái Bình Dương nhưng thống trị toàn cầu trên các quyền lực khác là chính trị, ngoại giao và kinh tế. Hai chuyên gia Mỹ cũng nhận định chiến lược của Trung Quốc hiện nay có vẻ như đang kết hợp cả hai cách tiếp cận. Bắc Kinh không ngừng vừa củng cố phương tiện vừa tìm kiếm những ảnh hưởng địa chính trị để đối đầu với Mỹ trên Tây Thái Bình Dương. Đây là hình ảnh đại diện 21 nước châu Á trong lễ ký kết bản ghi nhớ tương thuận về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở châu Á tại Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 10 năm 2014. Tờ báo Pháp La Croix cũng nhận định khi Donald Trump lên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ năm 2017 thì cũng là lúc Tập Cận Bình
công khai tỏ ý muốn tái lập trật tự thế giới đã hình thành sau Thế chiến thế giới lần thứ hai. Isaac Ekman, chuyên gia về châu Á thuộc Viện Nghiên cứu An ninh của Liên hợp châu Âu cho rằng, chính quyền Trung Quốc củng cố ảnh hưởng trong các định chế đã tồn tại, nhất là trong hệ thống Liên hợp quốc, hoặc tạo ra các định chế mới như Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở châu Á, tự cho mình vai trò đề xuất những thay đổi luật lệ trong định chế đã có, mà Bắc Kinh vẫn cho là bị các cường quốc phương Tây thống trị một cách bất công. Khác với thời chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây trước kia, Trung Quốc không tìm cách ký các hiệp ước đồng minh quân sự để tranh đua với Mỹ, mà tìm cách liên kết với các nước bạn bè để có được ủng hộ trong các tổ chức quốc tế. Họ làm việc này bằng cách dựa vào mạng lưới ngoại giao, nguồn dự trữ tài chính không ai bằng. Khi đến châu Âu, Bắc Mỹ rơi vào khủng hoảng, tham vọng của Trung Quốc càng lớn. Cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008 đã cho thấy sơ bộ kịch bản đó qua các chiến dịch thôn tính doanh nghiệp châu Âu và dự án con đường tơ lụa mới. Giờ đây, đến cuộc khủng hoảng của viêm phổi Vũ Hán, cuộc cạnh tranh chiến lược lại được tiếp tục phát triển ra một cách hết sức dữ dội. Và trước tham vọng khổng lồ của Trung Quốc, tất nhiên Mỹ không thể ngồi yên. Đây là hình ảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mới đây, Mỹ đã gây sức ép để đồng minh Israel rời xa Trung Quốc. Trung Quốc mới thất bại trong vụ thầu xây dựng nhà máy khử muối nước biển lớn nhất thế giới đặt tại phía nam Tel Aviv, bên bờ Địa Trung Hải. Công ty Trung Quốc Hutchison được cho là có khả năng thắng thầu dự án xây nhà máy khử muối nước biển Sekret 2 của Israel, nhưng cuối cùng vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la được giao cho một tập đoàn của Israel. Truyền thông cho rằng sự lựa chọn này của chính phủ Israel có tác động của Hoa Kỳ. Cách đây 2 tuần, giữa lúc đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang căng thẳng ở Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vẫn công du Israel. Về mặt chính thức, chuyến đi này là để dàn xếp vấn đề tranh chấp vùng đất mà Israel đang chiếm đóng. Nhưng bên cạnh đó, ông Pompeo cũng muốn nhắc nhở đồng minh trung thành của Mỹ về mối đe dọa của Trung Quốc. Trên đài truyền hình Israel, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố như sau: chúng tôi không muốn Đảng Cộng sản Trung Quốc được tiếp cận các cơ sở hạ tầng Israel, hệ thống thông tin và tất cả những gì gây nguy hiểm cho các công dân Israel, mà thực tế đó là gây nguy hiểm đến năng lực của Hoa Kỳ. Theo báo chí Israel, trong những tuần gần đây, qua nhiều kênh khác nhau, Washington đã gây áp lực để Tel Aviv cắt đứt hoặc rời xa Trung Quốc, hiện đang là đối tác làm ăn lớn thứ ba của Israel. Trong những năm qua, Trung Quốc đã đầu tư vào đất nước nhỏ bé này gần 25 tỷ đô la và cũng đã giành được nhiều hợp đồng quản lý cảng biển chiến lược ở Israel. Không dừng lại ở đó, Mỹ có tác động và lập kế hoạch hủy thị thực của hàng nghìn sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị cho là liên hệ với quân đội ở Bắc Kinh. Đây là hình ảnh sinh viên Trung Quốc tại lễ tốt nghiệp Đại học Columbia ở Mỹ. Các quan chức Mỹ được tiếp cận kế hoạch trên cho hay những người xem xét bị hủy thị thực có quan hệ trực tiếp với các trường đại học liên kết với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, PNA. Nguồn tin cũng tiết lộ quan chức chính quyền Trump đã thảo luận về vấn đề này trong 3 năm qua. Kế hoạch hủy thị thực của Mỹ có thể ảnh hưởng tới ít nhất 3.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại nước này. Song đây chỉ là một con số nhỏ trong khoảng gần 370.000 sinh viên Trung Quốc tại Mỹ, chiếm 33,7% lượng sinh viên quốc tế, đóng góp gần 15 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ vào năm 2018. Trả lời phỏng vấn của đài Fox News vào cuối tháng trước, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton, đại diện bang Arkansas, đã đề xuất cấm công dân Trung Quốc đến Mỹ học về công nghệ cao do lo ngại bị ăn cắp ý tưởng. Nghị sĩ Cotton cho rằng các sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để được hưởng nền giáo dục của nước này, sau đó trở về Trung Quốc để cạnh tranh với công việc của chúng ta, ăn cắp các ý tưởng sáng tạo của Mỹ. Ông Cotton nói, vì lý do này, sinh viên Trung Quốc nên bị cấm đến Mỹ nghiên cứu khoa học tại các trường đại học và cao đẳng. Học giả Nghiêm Thuần Câu từ Đại học Trung Quốc Hồng Kông nhận định như sau: vũ khí để Mỹ trừng phạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ có đạo luật chính sách Mỹ và Hồng Kông, vũ khí trong tay họ đã còn rất nhiều, chỉ e Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể chống đỡ nổi mà thôi. Đây là hình ảnh ngày 13 tháng 5 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hạ cánh xuống Israel trong chuyến thăm chỉ kéo dài trong ngày. Học giả này phân tích như sau: chiêu này, tức là đạo luật chính sách Mỹ và Hồng Kông của Mỹ, trước tiên là chấn định thế trận các nước đồng minh, giống như biểu thị quyết tâm không lay động với Liên minh châu Âu, Liên minh ngũ nhãn Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
trong đối kháng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đó, không có ai nghi ngờ quyết tâm của Mỹ lớn gần nào. Hủy bỏ địa vị đặc quyền và đặc biệt của Hồng Kông tất nhiên cũng tổn hại đến lợi ích của công ty Mỹ, nhưng lợi ích quốc gia là trên hết. Những công ty cá biệt này chỉ đành chấp nhận. Chính phủ liệu có biện pháp trợ cấp hay không thì cần bước tiếp theo mới biết được. Nhưng dựa vào những điểm này đã chứng minh rằng chính phủ Mỹ đã không tiếc mọi giá muốn đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc đến cùng. Trước đó, chính phủ Mỹ cũng đã khuyến cáo công ty Mỹ rút khỏi đại lục và cam kết bồi thường tổn thất. Hiện tại, những công ty này không dám lưu luyến bởi vì Mỹ và Trung Quốc đối đầu đến cực điểm và có thể dẫn đến chiến tranh nổ ra. Doanh nghiệp của nước của kẻ địch cơ bản không có khả năng sinh tồn. Chiêu này của Mỹ cũng ắt tấn công vào ý chí chiến đấu của quan trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thực sự muốn đối kháng tiếp tục với Mỹ chỉ là những người chấp nhận hiện nay, bởi vì họ không thể lùi lại sẽ dẫn đến bản thân rớt đài. Còn trong quan trường, họ đã đắc tội với quá nhiều người, bản thân rớt đài xong chắc chắn đã bị thanh toán. Không có con đường sống cho nên nhất định phải chống đỡ đến cùng. Tuy nhiên, những người các phe phái khác cũng không nhất thiết phải sinh tồn cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngược lại, điều muốn nhanh chóng tự bảo vệ bản thân, cho nên nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc biến đổi thế nào thì vẫn cần phải quan sát thêm trong thời gian tới. Dẫn đến thời điểm hiện nay thì Mỹ đối với Trung Quốc cũng không phải là vấn đề thương mại, không phải là vấn đề khoa học kỹ thuật, cũng không phải là vấn đề tài chính, là chỉ thẳng vào vấn đề quân sự. Trước đó, Mỹ đã lựa chọn một số đối sách lớn về khoa học kỹ thuật. Một là yêu cầu TSMC chuyển nhà máy đến Mỹ để cắt đứt chuỗi cung ứng chip cho Huawei. Hai là ông Mike Pompeo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, đã đích thân đến Israel cắt đứt giao lưu khoa học kỹ thuật giữa Israel và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai chiêu này, bằng cách cắt đứt đường đi của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khoa học công nghệ, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ đó tách khỏi trào lưu khoa học công nghệ thế giới và sẽ dần dần trở nên lạc hậu. Mỹ gần đây đưa lại một số hành động quân sự lớn. Một là để Israel phái chiến đấu cơ F-35 đi thẳng vào Syria, phá hủy chiến đấu cơ của Syria do Nga chế tạo, đi lại như vào nơi không có người. Hai là thử thành công súng laser và tiêu diệt máy bay không người lái ngay tại chỗ. Ba là cả ba đội hình hàng không mẫu hạm hiện nay đang vào Tây Thái Bình Dương. Trên mẫu hạm của USS Ronald Reagan có rất nhiều máy bay chiến đấu. Những động tác quân sự này có ý cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù cũng cảnh báo Nga, nhưng Nga không trong tầm ngắm để ý của Mỹ. Nếu so cao thấp trên chiến trường thì Mỹ đã có sự chuẩn bị rất đầy đủ. Hiện không phải lúc nào người Hồng Kông đấu đến cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà Trung Quốc và Mỹ sẽ đấu đến cùng, là toàn thế giới đấu đến cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ-Trung đấu đầu dữ dội. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.